ông suy ngồi cạnh cái rọ chứa hơn chục con chó đang chen chúc nhau thở phì phì, hút nốt điếu thuốc lá, đợi nồi nước gần sôi để bắt tay vào công việc quen thuộc mỗi ngày. Bỗng liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường rồi quay vào trong nhà quát vợ. Gần 2 giờ rồi, mày có dậy không thì bảo. Ngủ cái gì mà ngủ lắm thế? Bà Hà đang cuốn chăn ngủ, nghe thấy tiếng quát của chồng thì ngồi bật dậy, bước xuống giường hấp tấp với lấy đôi ủng sỏ vào chân. Vừa đi thẳng ra chỗ bếp lò đang đun nồi nước, bà vừa đưa tay lên đầu buộc lại mớ tóc rối bù xù nói hôm nay trời lạnh chắc bán chạy hơn mọi ngày nên ông giết thêm vài con để tôi đem ra chợ bán ông suy nghe thấy vợ nói thế thì vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống dưới sàn nước ông đưa tay với lấy cái vào dựng gân trọ chó cộc cằn nói giết thêm hai con thôi chiếu sức đéo đâu mà giết lắm nói rồi ông cho tay vào rọ tóm đại lấy một con chó đã bị buộc chân buộc mõm đang nằm thở dồn dập đầy sợ hãi Ông treo ngược con chó lũng lẳng lên cái móc, rồi cầm vồ đập một phát vào đầu nó. Con chó dãy đành đạch, máu phun ra bắn tung tóe khắp người ông suy. Khiến ông điên tiết dơ cao cây vồ đập thật mạnh vào đầu nó thêm một cái nữa. Nó rên ư ử trong cổ họng vài tiếng rồi chết hẳn. Sau khi con chó chết, thì ông suy cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ nó máu tuôn ra xối xả. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại, bà đẩy cái thau xuống phía dưới xác con chó để hứng tiếc. Nghe thấy tiếng động thì mấy con chó đang bị nhốt trong rọ thức giấc. Chúng dãy vô hồng thoát thang, nhưng sức mọn lại bị chói chân và mõm, nên không tài nào thoát được đành nằm đó chờ chết. Ông suy cho tay vào rọ túng đại lấy một con khác, rồi treo ngược nó lên cái móc bên cạnh, ông cầm cái vô đập một phát thật mạnh. Nhưng lần này ông đập sảy chỉ sớt qua tai con chó, khiến nó rung lên bần bật đầy sợ hãi. Nó đưa đôi mắt ông ổng nước, như van xin ông đừng giết nó, nhưng ông suy không quan tâm, ông càng dơ mạnh cây vồ nhắm thẳng đầu con chó, để lần này không xảy nữa. Tiếng vồ đập vào đầu chó vang lên, con chó chỉ kịp trên ư ử hai tiếng trong họng rồi chết hẳn. Ông lại làm động tác quen thuộc, cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào cổ họng con chó. Khiến máu tuôn ra ông ốc. Bà Hà im lặng, đẩy cái thau khát xuống phía dưới xác con chó để hứng lấy tiết. Con chó này chết rồi mà mắt cứ mở trừng trừng, bà vội đưa tay xuống vuốt mắt nó nhắm lại. Đôi mắt của con chó khiến bà nhớ lại hơn 15 năm trước. Ngày ấy ông bà đói khổ, lại đông con nên lúc nào trong nhà cũng thiếu cái ăn. Đầu óc thì cổ hủ, chỉ biết lau đầu vào mấy sao ruồng, rảnh rỗi thì bà đi lượm lặt ve chai, còn ông thì làm phụ hồ. Nhưng dù có cố thế nào, thì cuộc sống của ông bà và năm đứa con vẫn thiếu thốn trăm bề. Khi đang túng quẩn, thì ông được người quen giới thiệu làm việc cho một lò giết mổ chó. Công việc này chỉ cần làm chút buổi đêm, mà mức lương lại khá hậu hĩnh nên ông nhanh chóng nhận lời. Vài năm sau, chủ lò mổ ấy giải nghệ khiến ông thất nghiệp. Ông bàn với bà, gom chút vốn liếng làm lò mổ riêng. Mối thì đã có sẵn của chủ cũ để lại. Ngoài ra, ông còn giết thêm vài con, để bà đem ra chợ bán. Ngay đầu, mới nhìn thấy chồng dơ cái vội lên đập vào đầu con chó, khiến máu phun ra thì bà hoảng sợ lắm. Đã thấy con chó chết tức tưởi mắt không nhắm, khiến bà ám ảnh cứ phải đi chùa cúng bái, cầu xin cho cái nghiệp sát sinh được nhẹ bớt. Nhưng dần dà công việc ngày một ăn lên làm ra, nên bà cũng chẳng còn thời gian để đi chùa nữa. Sau gần 5 năm làm nghề giết mổ, ông bà tích cốc được chút tiền, mua mảnh đất nằm khá xa với khu dân cư để làm nghề cho thuận tiện. Vì thật ra trước giờ hàng xóm họ than phiền quá, họ than phiền vì tiếng chó sủa ông ổng cả ngày lẫn đêm lại tanh hôi đầy mùi máu từ khi chuyển cơ sở giết mổ ông bà lại càng làm ăn phát đạt trước ở trong khu dân cư đông đúc nên bọn trộm chó không dám đưa chó bắt được đem bán lại cho ông bà mà phải đem qua xứ khác bán vì sợ bị người dân phát hiện mà bọn này là dân nghiện nập hút chích nên chỉ cần trả cho chúng nó đủ tiền mua thuốc hít qua cơn là được nên thành ra nhà ông bà toàn bán chó trộm cắp không rõ nguồn gốc cũng nhờ vậy mà ông bà phất lên thấy rõ từ khi mua đất chuyển ra ngoài rìa này ở bà đang mãi nghĩ vẩn vơ thì ông suy lên tiếng đưa bà về với thực tại con chó già này của thằng nào để lại vậy bà hà nghe thấy thế thì cúi xuống sát mặt con chó đang bị treo ngược nhìn nó rồi nhớ lại à con này của thằng thiên lùng bà thâu lại giá bao nhiêu thì bốn mươi ba nghìn một cân ông suy vạch bụng con chó lên bóp bóp vài cái rồi nói lần sau gặp chó này thì trả nó ba mươi thôi. Chó già này đã chắc sáu đến bảy lứa rồi. Gớm. ba mươi thì đứa nào nó thèm bán cho ông? Không bán thì khỏi mua. thịt dai nhất. mua về bán mang tiếng à? Nói rồi, ông tiếp tục giơ cao cây vồ đập thẳng vào đầu con chó. Có lẽ con chó già rồi, nên chỉ cần đập một phát là nó chẳng kịp trên lên tiếng nào đã chết. chưa đầy bốn mươi phút, thì hơn hai mươi xác chó đã nằm dài sang sát nhau trên mốc ở dưới đất hơn chục cái thau chứa đầy tiết cũng nằm san sát nhau. Lúc này ông suy mới tháo chó ra cho vào nồi nước đang sôi, rồi thoang thoát nhanh nhẹn cạo lông từng con rất sạch sẽ. Sau đó, ông lấy lửa ra khò cho chó vàng ươm thơm nứt, rồi mới mổ bụng moi lòng ra. Công việc này đã theo ông hơn 15 năm, nên mọi việc đều rất thuần thục nhuần nhuyễn. Mới gần 3 tiếng đồng hồ, mà ông và bà Hà đã làm sạch sẽ tương tất hơn hai chục con. Mà hai chục con với ông thì có xá gì, Vài năm trước đêm nào mình ông cũng giết năm, bảy chục con, có những thời điểm, nhiều mối lái lên tới con số hơn một trăm con là đàn khác. Cái thời ấy dân trí còn thấp, không bị ảnh hưởng nhiều bởi báo đài, nhà nhà ăn thịt chó, người người ăn thịt chó, liên hoan ăn chó, dỗ chạp cũng chó. Vậy mà giờ dân trí bị Tây hóa, bọn Tây tuyên truyền nói chó là bạn với người, nên thành ra giờ người ta bỏ bớt cái món khoái khẩu này. Ông suy ngồi trên bậc thềm, rút điếu thuốc lá châm lửa hút cho ấm thì, vừa lúc thương lái rủ nhau kéo đến, người thì hai con, người thì ba con, loán một cái, chỉ còn lại bốn con để bà Hà đưa ra chợ bán. Ông suy vào nhà, dắt chiếc xe máy cà tạng của kỹ chuyên để đi buông chó ra phía trước. Ông đi ra phía sau kéo cái giỏ ở bên trong, có chứa bốn con chó đã được làm thịt sạch sẽ, để lên khoảng trống đằng trước xe, rồi quay vào nhà quát vợ. Mày nhanh nhanh cái chân lên, để bố mày chờ bố mày lại vả cho mấy phát bây giờ bà hà nghe thấy ông suy nói thế thì lật đật chạy ra trên tay bà cầm cái nón lá với bịch lá mơ và liếc mắm tôm để bán kèm cho khách bà khóa cửa rồi chạy nhanh ra xe leo lên giờ cũng gần sáu giờ sáng nhưng mùa đông nên trời lâu tỏ ngồi sau xe từng cơn gió lạnh bùa về khiến bà co ro tính đưa tay ông lấy chồng cho ấm nhưng chồng bà là người đàn ông cộc càng thô lỗ cho nên nếu bà có làm vậy chắc cũng bị ông chửi nghĩ thế bà tìm câu chuyện để nói với ông Ông có nhớ bà Hoang hay ngồi ở chân cầu ăn xin không? Con mụ già gù lưng gần 90 tuổi đấy, tao còn là gì? Ừ, hôm qua bà ấy đang ngồi ở chân cầu ăn xin như mọi ngày, thì có con chó ở đâu lao vào cắn bà ấy. Khổ thân, và cả người lại co rút lại đúng bằng con chó chứ chẳng hơn. Con chó nó khỏe, nó lôi bà ấy đi cả chục mét mới chịu nhả ra. Lúc ấy trời cũng tầm trưa trưa rồi, mà chẳng có ai đưa bà ấy đi viện, cứ để mặt bà ấy nằm giữa đường một hồi sau thằng lợm nó chạy đến chở bà ấy đi ông suy nghe thấy thế nhắc lời thằng lợm trộm chó đó hả nó chứ ai nó đến chở bà ấy đi viện mà bà hoang này khổ thật chẳng biết người ở xứ nào đến đây ngồi vạ vật ăn xin mấy năm nay tối tối tôi thấy bà ấy ngủ ở sạp mãi trong chợ ấy ông suy nghe thấy thế thì quát việc của mày đéo đâu mà nói cái thứ đàn bà lắm mồm việc mẹ gì mày cũng biết thế có biết mấy đứa con mày học hành sao không? Ơ ờ, ông hay nhỉ? thì giờ chúng nó lớn rồi, phải để chúng nó lên thành phố học cho bằng bạn bằng bè chứ. Bà Hà vừa nói đức lời thì đến chợ, đến nơi, ông suy lặng lẽ sách cái giỏ bỏ xuống đất, rồi phóng xe đi về. Còn bà Hà thì lấy dẻ lau cái bàn, rồi xếp bốn con chó lên trên mặt bàn để chuẩn bị bày bán. Vị trí bà bày cái bàn để bán thịt chó là ở ngay chân cầu chợ. Đây là vị trí đẹp nhất mà bà may mắn giành giật được trong một phiên đấu giá chỗ bán. Ông suy về đến nhà là lại lao vào làm những công việc hàng ngày. Ông đổ nước vào cái nồi thật to rồi bắt lên bếp đun. Ông vét mớ cơm nguội, trộn chung với vài thau tiết chó và ít muối, sau đó đổ cái thứ tạp nham cơm với huyết vào chiếc nồi đang đun trên bếp. Chiếc nồi chưa kịp sôi, ông đã lệ khệ cho lên cái cán đẩy ra phía sau vườn. Đó là cháo ông nấu cho chó ăn sau vườn nhà ông lúc nào cũng có hơn 100 con chó, được nhốt tầm 10 con chung vào một cái sọt. Ông đi quanh quẩn nhầm ngó xem xét, nếu con nào ăn ít hay có dấu hiệu mệt mỏi, bệnh tật, thì ông bắt con đó lại, cột chân cột mỏng nó vào rồi để ra một gốc sáng mai giết thịt. Ông đang đi quanh quẩn nhìn chó, thì có tiếng người gọi. Ông suy ơi, ông suy có nhà không? Tiếng gọi dồn dập cùng với tiếng đập cánh cửa sắt nghe thật khó chịu. Ông suy ơi, có nhà không? Ông suy đang cho chó ăn phía sau vườn, nghe thấy tiếng người gọi thì đi lên. Thằng chó nào, vừa gọi vừa đập cửa nhà ông ầm ầm đấy. Tiếng người bên ngoài cổng vang lên. Lợm đây, ông làm cái gì mà gọi mãi không lên tiếng. Ông suy cầm chùm chìa khóa kêu lẻn sẽ mở cổng, cộc cằn lên tiếng. Mày là cái mẹ gì, mà tao phải lên tiếng. Vừa mở cổng, thì thằng lợm và thằng tùng khênh cái bao đi vào. Hai thằng này là dân trọng chó chuyên nghiệp một tuần tuổi này đem đến bán cho ông trên dưới hai chục con. Tụi nó nhìn ông cười hề hề nói. Hai con ông ạ, à, hai con này non tơ, nên lần này ông phải trả hậu hĩnh chúng tôi mới bán. Ông suy nghe thấy thế thì đi lại phía cái bao lấy chân đạp thật mạnh. Trong bao tiếng chó ăn ẩn sủa đầy dữ dằn. Ông đưa tay định mở bao ra xem thì thằng lợm cản. Chó bẹt đấy ông ạ, à, bọn tôi chưa buộc mõm nó cắn cho đấy mà tụi này bán chó cho ông hơn 5 năm nay, ông có thấy bọn này nói sai bao giờ chưa? Ông suy không nói gì, đi lại phía tủ lấy hai tờ 200 nghìn đưa về phía bọn nó. Cầm tiền đi đi cho bố còn làm việc. Thằng lận cầm tiền cười hề hề nói. Bố già nóng tính quá. Thôi bọn này phán đây. Nói xong chúng vội ra tổng phóng xe đi. Ông suy khóa cổng rồi lôi cái bao chó ra phía sau nhà. Vừa lúc này có điện thoại vang lên. ông ơi, tranh thủ giết thêm hai con đem ra chợ bán, mới 8 giờ mà hết rồi. Ông suy chẳng nói năng câu gì đã cúp mấy cái rụt. Sau đó ông lạnh lùng, cầm cái vô dựng ngay ở góc tường, giơ lên thật cao rồi bổ vào cái bao vài phát. Cho đến khi cái bao không còn nhúc nhích, máu thì chảy ra lên láng ông mới dừng lại. Ông vẫn để cho chó nằm trong bao, rồi đi lấy nồi bắt nước lên bếp đun sôi để cạo lông chó. Ông ngồi trên bậc thềm, rút điếu thuốc lá ra hút rồi nhìn chầm chầm vào cái bao vẫn còn đang đổ máu. Hút hết hai điếu thuốc thì nước sủi tâm sắp sôi. Lúc này, ông mới đứng dậy đi lại phía cái bao mở ra. Bao vừa mở ra, thì ông giật mình khiếp sợ nét mình vào góc tường, tay run rẩy cầm điện thoại bấm số gọi bà Hà. Mày về nhà nhanh lên, tao giết con mụ hoang rồi. Ông suy run rẩy ngồi gục mặt xuống hai gối sợ hãi. Đúng là ông giết chó không nhẹ tay. Nhưng giết người thì ông chưa bao giờ dám tưởng tượng tới Ông vào đầu bức tay sâu chuỗi lại toàn bộ quá trình khiến bà Hoang đã chết nằm kia Mà lại là nằm ngay trong sân nhà ông Ông cầm điện thoại gọi cho thằng lợm vài ba lần nhưng không liên lạc được Ông đi lại phía cái bao dính đầy máu Máu chó rồi cả máu người trộn vào nhau Chẳng thể nào phân biệt nổi nữa Máu vẫn đang ồ ồ chảy ra lên láng trên sàn nước Ông cầm cái bao dốc hết những thứ bên trong ra Mặc dù đã nhìn trước rằng trong bao là bà Hoang và con chó bẹt, nhưng khi nhìn kỹ hơn ông vẫn run rẩy kinh hãi khiếp sợ. Bà Hoang bị buộc tay chân và bịt miệng bằng những miếng băng keo màu đen. Trên người và mặt đầy rẫy những vết răng chó cắn bậy, tại nơi những vết cắn ấy máu vẫn rỉ ra từng hồi. Đã thấy chiếc vụ vô tình của ông cũng đập gần nát cái hộp sọ của bà Hoang. Sức ép khủng khiếp từ những cú đập ấy khiến cho con người của bà Hoang như sắp bắn ra khỏi hốc mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu nhìn chầm chầm vào ông, khiến ông kinh vía giật lùi ra sau, ngã nhào vào xác con chó bẹt. Vừa lúc này thì bà Hà về tới, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy bà rú lên. Với ông ơi, chết người thật rồi ông ơi. Ông suy nhìn thấy vợ lúc này, mới hoàng hồn quá. Mày có im đi không, bé bé cái mồm thôi. Bà Hà nghe thấy thế, thì ngó ngang ngó dọc, xem có ai quanh quẩn ở cạnh nhà bà không. Lúc này, bà mới hạ giọng nói nhỏ lại, nhưng vẫn đầy thẳng thốt sao lại ra nông nổi này ông ơi, đi báo công an đi ông. Mấy con đàn bà chúng mày ngu lắm, báo công an rồi mà tù một gông à, mày im cái mồm mày lại, không tao lại vả cho vài phát bây giờ. Nhưng sao bà Hoang lại nằm ở đây? Chẳng phải, hồi trưa qua thằng lợn nó đưa bà Hoang đi viện rồi sao? Câu hỏi vừa đặt ra, thì bà Hà lại tự ngộ ra điều gì, bà lấy tay vội bịt miệng mình lại, bất ngờ rú lên. Lẽ nào? Ôi trời ơi thằng chó lợn, thằng mất dạy này, sao nó lại làm ra cái trò chết người như thế bà hà đi lại phía xác bà hoang và con chó bà cầm xác con chó vứt xuống cái hầm nơi mà nhà bà hay xả máu và lông chó vào đó cái hầm hôi thối toàn dòi bọ con nào con nấy béo nấn nần bà quay lại nơi xác bà hoang nằm đó chấp hai tay vào nhau lại mấy cái lẩm bẩm bà tha cho tuổi con lỗi này không phải bọn con cố ý bà bà tha cho vợ chồng con nói rồi bà hà quay lại hỏi ông suy giờ tính sao hả ông không báo công an vậy phải sao hả ông ông suy im lặng rất lâu lúc này ông mới lên tiếng chuyện này chỉ có tao mày thằng lợm thằng tùng biết nếu không ai nói ra thì chẳng ai biết mụ hoang này sống chết ra làm sao giờ thì mày im cái họng lại mà nghe tao dặn mày cứ ra chợ bán như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn lại để tao lo giờ mày vào nhà chạy xe ra chợ bán cho hết đi rồi về bà hà nghe thấy thế thì lên tiếng còn gì đâu mà bán sáng mới mở hàng đã có hai cậu thanh niên đến mua ba con về làm đám rồi vậy giờ ông tính sao ông nói tôi biết chứ mình ông thì làm được gì phi tan chứ tính sao ông phi tan kiểu nào ông suy nghe thấy thế thì lạnh lùng đi thẳng lại chỗ bà hoàng đang cầu quắp nằm đó ông kéo xác của bà ném xuống cái hầm nơi mà bà hà vợ ông mới ném xác con chó xuống sau đó ông mở vòi nước xịt cho thật sạch sẽ vết máu, rồi đẩy nắp hầm đi vào nhà rít vài điếu thuốc. Bà Hà thấy chồng làm thế, thì kinh hãi lắm, bà chạy le te theo ông nói. Ông ơi, làm vậy coi sao được, ông tính cách khác đi. Ông suy rít điếu thuốc, nhả khói đặt quán mù mịt lên không trung nói. Cứ tạm để đó đã, rồi tính sau. Bà Hà im lặng, bà thường biết cách làm của chồng mình, tàn ác quá nhưng suy đi tính lại thì làm gì còn cách nào khác. Vì thật ra, người ra kẻ vào nhà bà cũng chẳng ít. Người thì đến chuột lại chó bị bắt, người thì đến bán chó, người thì đến dặn mối lái đủ cả. Bà run rẩy, thay bộ quần áo đi lên chùa, hối cải và xin bình an cho gia đình. Cả đêm hôm ấy, ông suy và bà Hà nằm trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh có quắp bị trói chặt của bà Hoang, với thân hình đầy máu cùng cái sọ bị nứt, gần như làm đôi và con ngươi lòi ra đỏ ao, những tia máu cứ hiện về trong tưởng tượng. Vừa lúc đó, thì đồng hồ điểm một giờ đêm. Để che đậy những tội ác mà mình đã gây ra, thì buộc ông bà phải diễn như không có chuyện gì đã xảy ra. Ông suy ngồi dậy gọi vợ. Dậy. Bà Hà nằm đó chỉ trực đợi chồng lên tiếng, thì ngồi bật dậy, bà vẫn làm động tác quen thuộc, đưa tay lên vén mái tóc rối bù xù, buộc lại thành tó rồi run rẩy lên tiếng. Tôi sợ quá ông à, tôi không ngủ được tí nào cả. Ông suy tính cái gì thì tính, nhưng để xác của bà Hoang nằm dưới đó thì tội chết. Hay mình chôn bà ấy sau vườn, chỗ mấy con chó. Cái thứ đàn bà tội mày, đói ngu thì đéo bao giờ chịu nhận. Đã gọi là phi tan, thì tức là cho mụ ấy biến mất trên cõi đời này luôn. Chứ mày chôn mụ ở sau vườn, thì khác đéo gì lại ông con đã giết người ạ. À. Ý ông là sao? Ông suy nghe vợ hỏi thế, thì điên tiết chửi. Mày hỏi con mẹ gì mà hỏi lắm, tao đã bảo để tao tính. Nói xong, cả ông và bà đồng loạt mở cửa đi ra phía sân. Cái cảm giác lạnh run người vào đêm mùa đông của tới khiến bà Hà co rút người lại, bà hấp tấp chạy lại phía bếp lò nhóm lửa. Bà vừa nhóm lửa, vừa nhìn vào cái nắp hầm nơi chứa xác bà Hoang ở đó mà run rẩy, lẩm bẩm trong miệng. Bà tha cho nhà con, nhà con không có ý giết bà, bà sống cung chết thiên bà hiểu cho bọn con. Nói rồi, bà Hà tiếp tục tìm mấy cái thau, bắt đầu phụ chồng hứng tiết chó, khi mọi thứ đã xong xuôi, thì bà đi lại phía nồi nước, mở ra để nhúng chó cạo lông. Bà Hà vừa mở vung ra, thì vội vàng ném cái vung xuống đất. Bà ngồi thụt xuống dưới sàn nước ú ớ hét lên. Ôi mẹ ơi, bà hoang. Ông suy đang đứng cạnh mấy cái xác chó treo lủng lẳng, nhìn thấy vợ như thế thì chạy lại. Gì vậy? Bà Hà không dám nhìn lên cái nồi, bà vẫn ngồi bệt xuống dưới sàn nước, nơi mà máu chó vẫn còn tanh nồng lên láng ở đó bà run rẩy đưa tay chỉ vào nồi nước bà hoang bà hoang đang trong nồi nước ông suy nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục thì điên tiết lắm ông kéo bà hà đứng dậy dí đầu bà với phía nồi nước đang sôi nói mày nhìn cho kỹ đi có cái gì đâu lúc này bà hà mới dám mở mắt nhìn vào nồi nước rõ ràng lúc nãy khi mở vung ra bà thấy bà hoang đang cuộn tròn nằm trong đó đôi mắt bà hoang mở trừng trừng nhìn bà với vài con giòi béo nú nần đang chen nhau ngọ ngoại trong hốc mắt. Còn lại cả ngàn con giòi đã bị nước sôi làm chín nổi lên bệnh trên mặt nước. Ấy vậy mà giờ nhìn lại, thì bà Hà chẳng thấy gì ở đó nữa. Lúc này, ông suy lên tiếng chửi. Con mẹ mày! Cái loạn đàn bà nhìn gà hóa quốc. Bà Hà vẫn còn kinh hãi với hình ảnh hồi nãy nhìn thấy, nhưng nghe tiếng chửi quen thuộc của chồng lại khiến bà trấn tĩnh tinh thần. Bà thầm nghĩ, chắc do mình hoảng sợ quá nên bị ảo giác trời xế trưa bà hà đang đứng mời gọi khách mua nốt miếng thịt chó để tranh thủ về nhà ngủ thì thằng lợm xuất hiện mới nhìn thấy hắn mọi người đã thi nhau hỏi han bà hoang sao rồi mày thằng lợm cười hề hề chỉ tay về phía bà hà nói hỏi bà hà thì rõ bà hoang hôm qua đến thăm bà hà đấy nghe thằng lợm nói thế thì mọi người quay qua nhìn bà hà chờ đợi câu trả lời bà hà hoảng hốt bối rối không phát ra tiếng chỉ ú ớ lắc đầu. Lúc này thằng lợm là lắm, hắn như phát hiện ra điều gì không đúng ở đây. Lẽ ra khi nhìn thấy hắn bà Hà phải chửi bới um xùm mới đúng lẽ thường. Tại sao bà Hà lại không nói gì, hay ông suy không nói vụ bà Hoang nằm trong bao tại chó cho vợ biết? Nghĩ thế hắn đi lại sát chỗ bà Hà đang đứng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt bà rồi đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang cầm con dao trung lẫy bẫy, thì thầm vào tai bà. Lẽ nào, À chắc không phải như những gì thằng lợm này đang nghĩ đâu nhỉ bà hà nghe thấy thế hắt tay hắn ra cố giữ bình tĩnh chửi thằng chó này mày nói gì vậy à không tôi chỉ nói cho bà biết là hôm qua khi thằng lợm này đem chó đến nhà bà để bán thì thằng lợm này kiểm tra rõ ràng hai con chó còn sống bà đừng nói với tôi một trong hai con chó chết rồi nhé bà hà hiểu ý của thằng lợm nhưng bà tỏ ra không hiểu hắn đang nói gì bà với lấy con dao bổ thật mạnh xuống cái thớt để dằn mặt hắn, bà quát. Biến đi chỗ khác cho bà buôn bán, lãng vãng ở đây bà xin cho phát bây giờ. Thằng lợm tưng hững đứng đó, hắn không ngờ rằng, một người đàn bà cam chịu như bà Hà, lại có thể nói ra mấy lời đe dọa hắn như thế. Hắn kề sát tai bà Hà hơn nữa thì thầm. Hai ngày nữa không thấy bà hoang, thì thằng lợm này sẽ làm gì nhỉ? Nói rồi hắn đủng đỉnh chậm rãi bước đi, vừa đi hắn vừa nói với mọi người. Hôm qua, Tôi đưa bà Hoang và viện mà bà ấy sợ tốn tiền trốn viện đi đâu thì ai mà biết. Mấy bà có gặp bà Hoang, thì nhắc bà ấy đến cảm ơn thằng lợm này một tiếng nha. Nói xong hắn cười hề hề bước về phía trong chợ, rồi lạc vào đám đông. Thằng lợm vừa đi khuất, thì bà Hà cầm điện thoại bấm số của chồng gọi. Ông ơi, thằng lợm mới ở đây. Nó nói bóng gió vụ bà Hoang. Tôi sợ nó buộc miệng nói ra với ai thì. Ông suy nghe điện thoại của vợ, thì mong lung lắm, đầu óc ông đảo như lạc trang để tìm phương án, phi tan sát tốt nhất. Ông đi ra phía sau nhà, mở cái nắp hầm lên, mùi hôi sọc lên mũi thối không thể nào tả nổi. Cái xác tuy mới chết một ngày, nhưng vì nằm lỏng bỏng trong vũng máu chó đầy dòi bò, nên có lẽ phân hủy nhanh hơn bội lần những xác chết khác. Ông đưa cái móc thường ngày vẫn móc xác chó treo lủng lẳng, xuống móc trúng cái đầu của bà Hoang rồi kéo lên. Dòi bò vương vải bò lỏng ngỗng trên mặt đất, chúng như đang điên tiết vì bị giành mất miếng mồi mà thi nhau bò vô tội vạ để tìm lại miếng ăn. Do nhiều đến mức ông suy còn nghe thấy tiếng chúng bò ùng ục trong hốc mắt, trên sọ đầu bị vỡ rồi tràn từ trong miệng của bà Hoang ra ngoài đất. Ông suy thấy thế, mở vội vòi nước xịt thật mạnh vào người bà Hoang, để xua bớt những con giòi đi chỗ khác. Ông lục quần áo của bà ra, đổ vào đó chút xăng dầu rồi ném vào bếp lò cho cháy. Ông lấy con dao phay thật to chuyên để mổ bụng chó, ông dơ dao lên trả từng miếng thịt của bà Hoang ra, Từng nhát dao bổ xuống thì từng phần thân thể bị tách rồi, sau đó ông đổ những miếng thịt đã được phanh ra vào nồi nước đang sôi. Những khúc xương sọ và xương ống thì ông cầm cái vô đập nát ra rồi cho cả vào cái nồi nước ấy. Sau đó ông vào nhà múc ít cơm nguội và vài thìa muối ném vào trong nồi. Ông đang nấu cháo cho chó ăn. Ông suy đốt thuốc trích liên tù tì gần chục điếu ngồi đợi cho nồi cháo thật sôi. Sau khi cháo sôi ông mở vung ra thì cái mùi thung thủng tỏa khắp không trung, đã thấy hai con mắt của bà hoang cùng với vài trăm con giòi nổi lên bệnh lên trên mặt nước. Khi nhìn thấy hai con mắt nổi lên xém tí ông suy ói ra nhưng ông nhanh tay đẩy nắp nồi cháo lại rồi chạy vào tủ lạnh lấy vài củ riền đập nát ra cho vào nồi để át mùi hôi thối. Sau khi mọi thứ đã khá hơn, ông cho nồi cháo xuống cán đẩy ra phía sau nhà cho chó ăn. Ông chia những tảng thịt to cho những con chó khỏe mạnh còn những con già yếu sắp bị giết thịt thì ông chỉ cho ít cháo loãng. Những con chó phàm ăn này hôm nay dở chứng nhìn thấy cháu mà ngoảnh đít không chịu ăn. Ông suy thấy thế điên tiết chửi đổng lên. Lũ chúng mày không ăn tao cho chết đói hết. Nói rồi ông bỏ lên trên nhà lấy xe đi ra chợ đón bà Hà. Bữa cơm trưa đạm bà của ông suy và bà Hà gồm có thịt lợn kho cùng với tô canh mùng tơi nấu với riêu cua. Cả bữa cơm ông bà cứ lặng lặng ăn chẳng ai nói với nhau câu nào. Vừa vào miếng cơm vào miệng thì bà Hà cảm nhận thấy có gì đó vỡ ra bên trong miệng mình, mùi thối thun thủng bắt đầu bốc lên bà vội nhè miếng cơm ra rồi lấy đũa hãy hãy tìm xem mình mới ăn phải cái gì. Khi tìm thấy thứ mình mới cắn phải bà vội hét lên. Trời ơi, tôi ăn phải giòi. Bà hoảng hốt chạy lại bàn với lấy ca nước uống ưng ực. Lúc này bà mới nhìn quanh căn phòng rồi hét lên lần nữa. Ông ơi, giòi ở đâu ra bò vào nhà nhiều quá ông ơi. Những con giòi béo nút đang trường mình bò lỏng ngỗng đầy trên sàn nhà. Có lẽ cả một trăm con, à không, phải có đến vài ngàn con đang thi nhau bò lại phía mâm cơm bà hà chạy vội về phía góc nhà lấy chổi ra quét đám giòi đó lại thành một đống rồi lấy giấy châm lửa đốt ông suy thì có phần bình tĩnh hơn ông vẫn ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi nói thì giòi trong hầm bò ra chứ có cái con mẹ gì mà sợ mày lại đây ngồi ăn cho xong đi rồi đi ra của hàng mua vài bao xi măng về tráng cái hầm lại là xong chứ gì bà hà nghe thấy thế thì đi lại phía mâm cơm bà không ăn nổi cơm nữa bà cầm tô canh bùng tơi đưa lên mồm hút chùng chục. Đang hút canh thì bà vứt tô cái choảng xuống đất hét lên. Ông ơi, trong tô có mắt người. Ông suy nghe thấy từ mắt người thì chạy lại cầm cái tô đã bị vỡ làm tư nhất lên kiểm tra nhưng chỉ thấy rau và vài miếng riêu cua ở đó. Lúc này ông mới hăm hăm chửi. Làm vỡ cái tô của ông. Mày nhìn lại coi mắt ở đâu ra. Bà Hà Trung cầm cặp ngồi bệt xuống đất, rõ ràng bà thấy hai con mắt quay mòng mông nằm trong tôi Hai con mắt ấy trắng đục đầy những tia máu màu đỏ. Chẳng lẽ bà lại nhìn gà hóa quốc nữa sao? Bà sợ hãi khóc lóc nói. Tôi sợ lắm ông à, hay là tôi với ông ra đầu thú? Lỗi này mình vô ý thôi thì sao thành giết người được? Người đáng chết là thằng lợn cơ mà. Ông suy nghe vợ nói thế thì không cọc càng đáp trả như mọi lần nữa, giọng ông trùng hẳn xuống nói tao băm bà ấy ra nấu cháo cho chó ăn rồi. Bà Hà nghe thấy câu nói của chồng. chồng thì u liệm đi, bà không tin rằng chồng mình đã làm cái điều thất đức tán tận lương tâm ấy. Bà đứng bật dậy chạy ra mở nắp hầm kiểm tra, đúng là chỉ có xác con chó bẹt nằm ở đó không thấy bà hoang đâu nữa. Bà chạy vội ra vườn nơi nhốt cả một trăm con chó để kiểm chứng lời ông suy nói. Bà đi từng củi nhầm vào những cái tô đầy ung cháo có mùi thối nồng nặc đến mức chó cũng không chịu ăn bà đi đến gần cái củi cuối cùng thì nhìn thấy con mắt nổi lên bệnh trong tô giống y hệt con mắt trong tô canh mùng tơi thì lúc này bà mới tin những gì chồng mình nói là thật. Bà nôn thốc nôn tháo những gì mới ăn được ra ngoài rồi nằm vật ra gần củi chó. Lúc này bà mới chấp tay vái lại tứ phương vừa khóc lóc miệng vừa lẩm bẩm. Nam Mô A Di Đà Phật Bà hạ chẳng cho mình thêm chút thời gian nào để sợ hãi nữa. Bà chạy vào nhà tìm ông suy, ông suy lúc này thản nhiên ngồi trước thềm nhà chăm thuốc hút ông ngửa mặt lên trời nhả những đám khói mù mịt hòa vào không khí miệng ông bất giác huyết sáo thành bài cô gái mở đường rồi nheo nhau khoái trí với thành quả phi tan xác một cách ngoạn mục của mình bà hà nhìn thấy thái độ của chồng thì càng thêm phần kinh hãi bà đi lại gần giật điếu thuốc lá đang hút dở trên miệng ông quát ông còn ngồi đây hút thuốc huyết sáo được sao giờ ông tính sao đây ông suy không nói gì ông quay lại nhìn bà hà với ánh mắt đầy lửa ông giật mạnh lại điếu thuốc trên tay bà hà cho lên miệng rít một hơi thật sâu rồi ngẩng miệng cười hà hà nói. Thì xong rồi, tính cái gì nữa? Bà Hà thấy thái độ của chồng như thế, thì vào nhà cầm chậu ra phía sau, gom từng tô cháo đổ vào chậu. Xong xuôi bà đào một cái hố, ngay trong vườn chó rồi chôn đóng cháo xuống đó. Bà chắp tay, lạy lên phần mộ ba lạy, rồi nói. Lạy bà, bà tha cho nhà con. Con tính rằng mua quan tài về chôn cấp bà cho cẩn thận nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, nên con để bà nằm tạm ở đây. Khi mọi chuyện đã ổn, con xin hứa, làm ma chay cho bà cẩn thận. Nói rồi bà Hà vào nhà thay, bộ quần áo đi chùa cúng bái, cầu xin bình an cho gia đình. Gần 6 giờ tối bà Hà mới về đến nhà, bà nhìn thấy ông suy đang cắm cúi, gần sàn nước trộn xi măng để lấp cái hầm. Giận ông, bà chẳng thèm nói năng câu gì, đi thẳng vào giường đặt lưng xuống ngủ, vì thật ra, từ qua đến giờ bà có chập mắt được tí nào đâu. Đêm đông gió lạnh, Trích cuộn trào bên ngoài đã thấy cơn mưa bất chợt ở đâu xối xả đổ xuống mái tôn nghe thật yên giấc bà đưa tay cuộn quanh giường tiền chăn đắp lên cho ấm mới tìm thấy chăn thì chẳng biết nước ở đâu nhỏ tông tông vào mặt bà trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê bà đưa tay quệt đám nước đi nhưng lạ quá sao cái thứ nước ấy thung thủng giống như mùi xác thối bỗng nhiên có hơi thở gấp bên tai bà hà choàng mở mắt vì hơi thở ấy lạnh lắm lạnh buốt sóng lưng dựng hết tóc gáy bà càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy ông suy đang nằm ngay trước mặt mình vậy hơi thở sau lưng bà là của ai bà hà không dám nhúc nhích nhưng tiếng thở mỗi lúc một dồn dập tiếng thở càng dồn dập mùi thối càng nồng nặc hơn bà hà với lấy ngón tay ông suy lắc nhẹ nhưng ông suy ngủ say giấc không hề biết gì quá hoảng sợ hai hàng nước mắt của bà hà rơi ra ròng ròng còn miệng thì luôn hồi đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tiếng thở gấp bên tai không hề dừng lại. Bà Hà lấy hết can đảm định ngồi bật dậy kiểm tra thì có bàn tay ai đó nắm chặt lấy vai bà không cho bà nhúc nhích. Đồng thời tiếng nói vọng lên. Chúng mày đã cho tao. Bà Hà choàng ngồi bật dậy hết âm ỉ. Cút đi, cút đi. Ông suy đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng hét của vợ. Ông ngồi bật dậy quát. Con mẹ mày, mày có để cho ông ngủ không? Bà Hà vội xuống giường chạy lại phía công tắc đèn bật lên, bà vừa chỉ tay về phía hồi nãy mình nằm vừa hốt hoảng nói. Ông ơi, chỗ ma ông ơi, ma đó mới nhớ tôi. Ông suy vốn là người vô thần, nghe thấy ma quỷ thì ông càng điên tiết chửi. Mày nhìn cho rõ đi, mồng mị đái cả ra chứ ma con mẹ gì ở đây. Lúc này bà Hà mới nhìn lại chỗ mình nằm, nước ở đâu ướt sũng cả một bên giường. Bà đi lại đưa tay sờ lên vết ướt đó rồi đưa lên mũi ngửi, đó không phải mùi nước đái mà là mùi xác thối đang phân hủy, bên trên đống nước nhâm nhấp ấy còn có vài con dòi đang thi nhau dãy đành đạch. Bà Hà hét lên. Là bà Hôn, bà Hôn đôi bà hôn ơi. Vừa lúc đó thì đồng hồ báo thức một giờ đêm. Tiếng chuông báo thức ấy như tiếng gọi cơm áo gạo tiền đưa bà Hà về với thực tại. Bà và cả ông suy cùng nhau tất bật chuẩn bị công việc thường ngày bắt đầu bước qua một ngày mới với những bộn bề cuộc sống ấy đã giúp bà hà vơi bớt đi phần nào nỗi sợ ma mị mà bà mới gặp phải sáng tinh mơ bà hà còn chưa kịp mở hàng thì thằng lợm đã cười hề hề đi tới chào người đẹp bà hà cho mày khó chịu chửi mới sáng sớm chưa mở hàng biến đi cho bà còn làm ăn thằng lợm nghe thấy bà hà nói thế thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt nó đập tay xuống mặt bạn một cái thật mạnh quát lên vợ chồng mày thách thức tao đúng không nói rồi nó quay sang hàng thịt lợn bên cạnh gọi. Cô thơi thịt lợn ơi, cô có muốn nghe một bí mật to đùng về bà Hoang không nhỉ? Nghe thằng lợn nói thế bà Hà vội hạ giọng. Mày cần gì thì đến nhà tao nói chuyện, chứ đứng ở đường xá thế này không tiện. Thằng lợn nghe thấy vậy thì nhẹ giọng nói. Đấy, nói vậy có phải đẹp gái hơn không? Thôi thì đêm nay thằng lợn này đến nói chuyện với ông bà vậy. Ông bà đợi lợm rồi hãy ngủ nhé nói rồi thằng lợm xỏ hai tay vào túi quần đủng định bước đi. Bà Hà chẳng còn tâm trí nào mà buôn bán nổi nữa. Bà đi đi lại lại trong gian hàng bé tí, bẻ ngón tay kêu tành tạch suy nghĩ về việc của thằng lợm. Bà chưa dám nói chuyện hồi sáng gặp thằng lợm ra cho ông suy nghe vì bà biết rằng chồng mình là người nóng tính, lỡ mây ông suy điên lên đi tìm thằng lợm nói chuyện thì lộ hết mọi sự. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại ông suy gọi, bà Hà vừa nhấc máy thì nghe thấy giọng thản thốt của ông suy mày về nhanh lên, tao giết thằng lợm rồi. Bà Hà run rẩy vơ vội mớ thịt chó trên bàn vào trong giỏ rồi bắt xe ông về nhà. Về phần ông suy, sau khi gọi điện cho bà Hà thì ông ngồi gục xuống mép tường lắc đầu ngoài nguội chẳng hiểu được rằng vì cớ gì mà lại ra cơ sự như thế này. Chuyện chỉ cách đây hai tiếng đồng hồ thôi. Khi ấy ông đang nấu cháo cho chó ăn thì nghe thấy tiếng đập cửa âm âm. Ông suy ơi, lợm đây, mở cửa cho thằng lợm này vào nói chuyện nào ông suy đang cho chó ăn ở mãi phía sau nhà nghe có người gọi thì hằng học đi lên nghe rồi đập nửa tao đập nát tay bây giờ phía bên kia cửa thằng lợm vênh váo trả lời giọng ông suy đây vẫn còn tin tướng thế nhở chắc phải để thằng lợm này dạy cho một bài học mới ngoan ngoãn lại được ông suy chưa mở cửa nhưng nghe thấy giọng nói láo toét của thằng lợm thì điên lắm ông lại nghĩ đến vụ nó lừa ông khiến ông giết oan bà hoang thì càng sôi máu hơn ông đứng trong cổng quát ra. Mẹ mày, mày ăn nói láo toét tao chém cho đứt cổ bây giờ chứ đứng đó mà dạy dỗ người khác. Mày đến đây làm gì? Thằng lợm xưa giờ vốn vẫn sợ tính chó của ông suy nhưng lần này hắn nghĩ hắn cầm đằng chui nên đứng ngoài phía cổng lên tiếng. Ái cha cha, thôi để thằng lợm này nói cho ông nghe nhá. Thằng lợm này mà chết thì tuyên bố luôn là công an ập vào liền. Thằng này cho thằng Tùng ngồi nhà thám thính tình hình rồi, đến chiều mà thằng này không về thì ông chỉ có mà xác định là đi chung với thằng này xuống suối vàng nhá. Ông suy nghe thấy thế thì điên tiếc lắm, ông tính cầm con dao bầu lao ra xiên cho nó vài phát chết ngay tại chỗ. Nhưng nếu đúng như lời nó nói thì sợ rằng ông giận quá sẽ mất khôn. Nghĩ thế ông hạ giọng. Thôi, tao điên là điên với mày vụ mày bẫy tao cho bà hoang vào trong bao tại giả chó. Chứ sư giờ tao với mày có xích mít gì với nhau đâu mà căng. Vừa nói ông suy vừa cầm chùm chìa khóa len can mở cổng Thằng lợm thấy ông suy hạ giọng thì khoái chí lắm Nó càng được thể lớn giọng Đấy, ăn nói phải đàng hoàng để người ta nhìn vào người ta không nói mình là kẻ vô học chứ ông suy nghĩ Trước khi đóng cổng, ông suy thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xem có ai vô tình nhìn thấy thằng lợm đi vào nhà ông không Đúng là ông mua nhà ở đây thì tiện trăm bề Khu vực này dẫn ra đồng mã nên xét cho cùng chẳng có dân cư chỉ độc nhất căn nhà của ông nằm bơ vơ giữa cánh đồng. Thằng lợm không vào nhà mà đi thẳng ra phía sau sàn nước quay lại hỏi ông suy. Bà hoang chết chỗ nào? Chỗ này hay chỗ kia? Vừa nói tay thằng lợm vừa chỉ ra phía sau chuồng chó. Ông suy nghe thấy thế thì tỏ vẻ bất ngờ nói. Mày nói gì tao không hiểu. Chẳng phải tao phát hiện ra bà hoang trong bao rồi thả bà ấy đi mà, mày không gặp bà ấy từ bữa giờ à? Thằng lợm nghe thấy thế thì cười hố hố lên ấy, ấy, đừng diễn nữa, giả tạo với nhau khó nói chuyện. Để chứng minh tôi không phải đứa giả tạo thì tôi kể cho ông nghe vụ của tôi trước nhá, ba ngày trước tôi và thuốc, không nói thì chắc ông cũng biết tôi nghiện ma túy mà phải không? Mặt ông suy lạnh tanh không nói năng câu gì, thấy thế thằng lợm tiếp câu chuyện. Và quá nên tôi với thằng Tùng đi quanh quẩn xem có trông chỉ được cái gì đem đi bán không? Vì thật tình mà nói chó cũng cạn kiệt rồi không còn để bắt nữa. Mà đúng là trời thương, bọn tôi đang đi lang thang thì mụ hoang bị con chó lôi đi sình sệt giữa đường. Tôi thì tôi để ý mụ hoang lâu rồi, tôi biết mụ ấy tuy là ăn mày nhưng có vàng cất giấu. Nhân cơ hội đó tôi đưa mụ đi viện để dò la xem mụ ta để vàng ở đâu. Mà nói thật, nếu như mấy người tốt đẹp thì tôi lấy đâu ra cái lý do đưa được mụ hoang đi viện nào, đúng không? Đằng này thấy mụ hoang già cả máu me đầy người nằm đó mà ai cũng coi như không nhìn thấy. Lúc gần đưa mụ vào viện thì tôi có hỏi mụ tiền vàng mụ giấu ở đâu. Ấy vậy mà mụ khăng khăng không nói. Tôi điên tiết tôi lôi mụ ra đồng mã vả cho vài phát, thế là mụ khai ra. Ôi mẹ ơi, nói thật với ông là nếu mụ hoang không khai ra chỗ cất vàng, tôi đố ông tìm được đấy. Mụ cất ở trong chung quần. Đấy. Già mà có lẫn nổi đâu. Đến khi mụ đau quá không chịu được mới giật đứt chung quần nôn ra hai chỉ vàng. Nhưng mà khổ thân, lúc này mụ lại yếu quá thở không ra hơi nên bọn này mới me bắt chính con chó cắn mụ để nhốt chung vào với mụ bán cho ông đấy ông suy ạ à. nói đến đây thằng lợm cười khà khà khoái chí còn ông suy thì vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền ông lên tiếng hỏi giờ mày muốn gì thằng lợm cười hề hề nói từ từ đã chuyện đã hết đâu nói rồi thằng lợm e hèm hắn giọng một cái thật to rồi tiếp tục sau khi cầm 400.000 của ông bọn này có đi chơi thuốc ngay đâu. Bọn này nán lại, đu ngay lên cái kẻ hở nhầm vào nhà ông xem ông sẽ làm gì. Ôi mẹ ơi, ông cầm cái vừa ông bổ xuống cái bao đến là ác ôn luôn ông suy ạ, à. ông nghĩ mà coi. Người ta già cả gần 90 tuổi mà ông cầm cái vô ông đập như thế thì sao mà sống nổi. Ông suy nghe thấy giọng điệu dở cợt của thằng lợm thì điên máu lắm. Ông nắm chặt tay tức giận toan đấm cho nát mặt thằng lợm thì vừa lúc nó lên tiếng. Tôi bảo này, giờ ông đưa cho tôi một trăm triệu rồi tôi tự chọc mù mắt cắt lưỡi mình cũng được tôi hứa là tôi sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi nằm xuống mồ ông suy nghe thấy lời đề nghị của thằng lợm thì nhếch mép cười tao lấy đâu ra một trăm triệu đưa cho mày nói thật với mày là trong nhà tao chẳng bao giờ có quá mười triệu cả mày nghĩ mà coi năm đứa con đều ăn học trên thành phố hai vợ chồng tao mài lưng ra làm còn chẳng đủ mà nuôi tụi nó chứ lấy đây ra mà có một trăm triệu thằng lợn nghe thấy thế thì đanh sắc mặt. Nó bước ra phía cổng, vừa đi vừa nói. Ông không phải nhiều lời, tôi cho vợ chồng ông cái hẹn 12 giờ đêm nay lo đủ cho tôi 100 triệu. Nếu không thì sáng sớm mai công an ập đến bắt ông đấy. À mà nói để ông biết, sáng ngày tôi gặp vợ ông ngoài chợ, vợ ông đồng ý cuộc hẹn này rồi. Vừa nói dứt câu, thằng lợm quay lưng bỏ ra phía cổng. Còn về phần ông suy, Ông tiện tay với lấy cái móc nhọn hoắt dùng để móc chó và cũng mới hôm qua ông dùng để móc đầu bà hoang từ dưới hầm lôi lên. Ông chạy lại phía sau thằng lợm, bổ một phát thật mạnh vào đầu nó. Thằng lợm bị cái móc cắm thẳng vào cuốn họng, nó không kêu lên được tiếng nào nhưng vẫn chưa chết hẳn. Ông suy thấy thằng lợm chưa chết, ông say máu lôi nó lại phía sàn nước, treo ngực nó lên trên cái dàn móc treo chó. Ông cầm trái vồ bổ vào đầu thằng lợm ba phát khiến máu bắn tung tóe vương vãi khắp nơi ông suy không dừng bản thân mình lại được ông cầm con dao bầu chọc thẳng vào cuốn họng thằng lợn sau đó ông đá cái thâu xuống phía dưới xác nó để hứng tiếc thằng lợn chết rồi chết y như một con chó bà hà về đến nhà nhìn thấy xác thằng lợn chết lủng lẳng như con chó thì ngồi bệt xuống vũng nước hồi đêm qua mưa vẫn còn động lại bà quay lại hỏi ông suy bằng cái giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút sao ông giết nó ông suy lạnh lùng đáp nó tống tiền tao đòi một trăm triệu bà hà nghe thấy thế thì nét mặt giãn hẳn ra bà quay lại nhìn xác thằng lợm chết quá thảm mà rùng mình hỏi tiếp giờ phải làm sao hở ông bà hoang thì còn giấu được chứ thằng lợm sao mà giấu cái này là giết người đấy ông à. ông suy trầm năm trăm điếu thuốc đưa lên mộng trích một hơi hết gần một nửa ông nhìn chằm chằm vào xác thằng lợm mà bất giác rùng mình vừa lúc đó thì có tiếng điện thoại reo réo rắt Ông suy và bà Hà nhìn nhau rồi cùng nhìn về hướng tiếng điện thoại trong túi quần của thằng Lợm reo. Ông đi lại phía xác của thằng Lợm cho tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại Nokia đời cũ, bên trên màn hình ghi tên cuộc gọi đến, em Tùng. Ông suy hoảng sợ đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại vỡ ra thành ba mảnh. Ông quay lại nói với bà Hà. Là thằng Tùng, nó biết thằng Lợm đang ở đây. Nó cũng biết tôi giết bà Hoang. Nghe thấy ông suy nói thế thì bà Hà sợ lắm, Bà đưa ánh mắt thâm quần hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, còn thằng Tùng nữa thì phải làm sao? Đầu óc ông suy lúc này quay cuồng lắm, ông không biết rằng mình nên và sẽ phải làm gì cho mọi thứ ổn thỏa. Ông đi lại phía bà Hà ngồi xuống, đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của bà Hà nói. Mày ra đóng cổng đi, đừng cho ai vào nhà. Tạo phi tan sát thằng lợm. Bà Hà nghe thấy thế thì nằm xoài ra đất, bà đưa ánh mắt liếc nhìn sát thằng lợm đang bị treo lủng lẳng hỏi phi tan thế nào hả ông? Ông suy không dám nhìn thẳng vào mắt bà Hà trả lời. Làm giống mù hoang. Bà Hà nghe thấy thế thì đặt bàn tay còn lại lên tay ông suy nói. Tôi với ông cùng làm cho nhanh. Nói rồi bà ngồi bật dậy chạy ra cổng trại chốt phía trong, chẳng biết lúc này bà nghĩ ra điều gì mà lại hớt hải chạy vào nhà nói với ông suy. Ông ơi, ông ra ngoài, bấm cái khóa cho người ta nghĩ mình đi vắng, rồi ông trèo vào cho yên tâm ông suy nghe thấy bà hà nói có lý ông đứng dậy rửa sơ tay chân cho bớt vết máu của thằng lợm bắn tung tóe khắp người ông đi nhanh ra phía cổng bấm chốt đang định trèo tường nhảy vào nhà thì thằng tùng đi tới thằng tùng nhìn thấy ông suy thì ngoan ngoan lên tiếng chào cháu chào chú ạ à. ông suy nghe thấy tiếng thằng tùng thì có phần thất hồn ông hắn giọng lấy lại nét bình tĩnh trả lời chào cháu thằng tùng vốn là người có học hành cao nhưng vì lỡ bước đi vào con đường nghiện ngập mà bám lấy thằng lợm để kiếm thuốc chơi qua ngày. Thằng Tùng nhìn ông suy từ đầu tới chân thì buộc miệng hỏi. Chú mới giết chó hay sao mà người máu không vậy chú? Ông suy nghe câu hỏi bất ngờ thì cười xuề xòa. Ừ, chú mới giết thêm hai con đem cho mối. Mà cháu đến đây có việc gì không? Thằng Tùng nhanh nhậu đáp. Dạ, cháu đến tìm anh lợm, anh ấy nói với cháu anh ấy đến nhà chú có chút việc. Ông suy nghe thấy vậy thì tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại. Thằng lợm đến tìm chú A. À? Sáng chú mới lu bu giết chó đem đi bỏ mối, rồi ngồi lại nhà ông bạn uống vài chén giờ mới về. Về đến đây lại không tìm thấy chìa khóa vào nhà. Thằng Tùng nghe thấy vậy thì xin nghi, ông suy nói đi giao chó mà sao không thấy xe ở đây. Thấy thế nó vặn lại. Chú đi giao chó mà không đi xe à? Đầu óc ông suy đảo thật nhanh tìm phương án. Ông cười hề hề thì đấy, uống có vài chén mà ông bạn của chú nhất nhất không cho chú đi xe về. Ông bắt chú phải chạy xe ôm. Bà Hà đứng bên trong cổng, nghe cuộc nói chuyện giữa ông suy và thằng Tùng thì toát hết mồ hôi hột. Bà chạy vội ra phía sau đỡ sát thằng lợm xuống, nhưng sức bà vốn quá yếu không tài nào đưa xuống được. Bà vội vàng cầm con dao phay, dơ lên thật cao chặt vào mắt cá chân của thằng lợm để cho cái xác rơi xuống. Bà dơ con dao bổ vào chân thằng lợm gần chục phát thì cái xác rơi xuống sàn nước còn đôi bàn chân thì vẫn đang bị treo lủng lẳng trên móc bà kiển lên tháo bàn chân của thằng lợm xuống thì bị mất thế ngã nhào ra phía trước nằm ngay lên xác thằng lợm lúc này bà mới nhìn kỹ hơn mắt thằng lợm mở trừng trừng đã thấy cái đầu của nó chịu ba cú vồ của ông suy bổ vào thì gần như nát bét phía ốc lòi não ra ngoài bà hoảng sợ ngồi bật dậy tránh xa ánh mắt trừng trừng của thằng lợm vừa lúc này thì ông suy đi vào ông nhìn thấy xác thằng lợm đã được bà hà đưa xuống thì bất ngờ lắm nhưng thời gian không cho phép ông làm bất cứ gì khác lúc này ông quay về phía bà hà nói cầm hết đồ nghề làm thịt chó ra đây bà hà đi lại góc bếp lấy ra bốn con dao và một thanh sắt dùng để màu dao ra cho chồng bà lanh lệ ngồi xuống phụ chồng cởi quần áo trên người thằng lợm ra rồi ném vào chiếc bếp lò lúc nào cũng rừng rực lửa bà đi lại phía chiếc điện thoại của thằng lợm hồi nãy ông suy đánh rơi bà nhặt từng mảnh ném vào bếp lửa để thiêu rụi hết mọi thứ về thằng lợm Ông Suy thì thản nhiên ngồi mài bốn con dao cho thật sắc. Mỗi lần thử xem dao đã sắc chưa, ông đều lấy ngón tay của thằng lợm ra xén thử. Thử bốn lần dao thì bốn ngón tay của thằng lợm bị đứt trời. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, ông mở vòi nước xịt thật mạnh vào xác của thằng lợm cho sạch sẽ. Bà Hà đứng cạnh, thấy chồng bài bản quá thì lên tiếng. "Nhanh đi ông, còn xịt nước làm gì?" Ông Suy nãy giờ đang mơ màng, ông bị thói quen dẫn lối tưởng rằng mình đang chuẩn bị mổ bụng chó nghe thấy tiếng nói của bà hà thì ông giật mình đi về thực tại ông cầm con dao nhọn hoắt cắm thẳng vào lồng ngực của thằng lợm mổ xuống đến tận rốn ông cho tay vào trong ổ bụng đã bị mổ của thằng lợm cầm tim gan phèo phổi kéo thẳng một đường đưa ra ngoài bà hà nhìn thấy thế thì giận ói bà quay mặt ra phía sau không dám nhìn thấy thế ông suy quát mày vào nhà ngồi để mình tao làm Bà Hà nghe chồng nói vậy thì đứng lên, đi lại phía bếp lò, mở nồi nước ra kiểm tra sắp sôi chưa. Ông suy thấy thế thì nói. Đun nước làm gì? Nó có bị thối ra như bà hoang đâu mà nấu cháo, băm nó ra ném sống cho bọn chó ăn cho nhanh. Bà Hà nghe thấy thế thì đi lại phía góc tường cầm cái vồ lại sàn nước rửa sơ qua rồi hỏi. Còn bộ lòng thì sao? Nghe thấy câu hỏi của bà Hà thì ông suy dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng mặt bà Hà quát con chó này, mày thích hỏi không? Bà Hà không nói gì, bà cầm cái vù ngồi xuống lấy bốn ngón tay của thằng lợn để cho thật ngay ngắn rồi dơ vội lên giả cho nát bấy bốn ngón tay giống y như thịt xây. Sau đó bà đi ra phía sau nhà ném đại vào trong chuồng xem chó có ăn không. Mấy con chó đang nằm trong củi thở hỗn hển, thấy miếng mồi thơm ngon ném vào thì tranh giành cắn xé nhau. Bốn ngón tay ném vào chưa đầy hai giây đã hết, bà Hà thấy thế thì tươi tỉnh ra mặt, Bà đi lại phía ông suy đang hùng hục ngồi rốc đến đoạn xương sườn nói. Bọn chó ăn ông à. Ông suy nghe thấy thế thì càng nhanh tay hơn, ông cầm con dao phay bổ thật mạnh xuống đùi thằng lợm Chưa đầy 5 phút hai cái đùi đã được trả ra thành bốn khúc. Từ hán xuống đến gối, từ gối xuống đến mắt cá chân. Sau đó ông lấy con dao nhọn hoắt tróc thịt ra thịt, xương ra xương. Phần thịt ông bỏ vào máy xay ra cho thật nguyễn còn phần xương ông lấy vô đập cho thật nát. Bà Hà ngồi phía sàn nước, nhìn chầm chầm vào bàn tay lạnh lẽ của ông suy thì nổi hết gai ốc. Bỗng nhiên miếng tủy trong xương chịu sức ép khủng khiếp từ cú vồ của ông suy thì phọt ra bắn thẳng vào mắt bà Hà. Bà Hà hoảng hốt mở vòi nước vả vào mắt. Mắt bà đau nhói giống như có xương nhọn găm vào, bà hét lên. Mù mắt rồi ông ơi! Ông suy không quan tâm, ông vẫn để tâm vào việc phân xác của mình. Bà Hà dụi mắt liên hồi, đang dụi thì bà ngã ngửa ra sau hốt hoảng. Bà Hoang, con mắt lúc tỏ lúc mờ tịt của bà Hà rõ ràng nhìn thấy bà Hoang đang ngồi ngay góc sàn nước, bà Hoang ngẩng cái mặt nhão nhẹt, bộ phận này nằm vào vị trí bộ phận khác mà khóc lóc nói: "Sao bọn mày ác thế hả?" Ông Suy nghe thấy bà Hà nhắc đến tên bà Hoang thì điên lắm, ông giơ con dao đang cầm trên tay nhá về phía bà Hà quát: "Mày có tin tao băm mày ra không?" Nói rồi ông Suy cúi xuống bổ thật mạnh vào cổ thằng lầm khiến cái đầu rơi ra lăn vào chân bà Hà. Bà Hà hoảng loạn đá vào cái đầu thật mạnh khiến cái đầu lăn lông lóc trên sân. Ông suy đứng dậy cầm mớ tóc nhất cái đầu lên, ông lạnh lùng để cái đầu xuống sàn sân rồi dơ cao cái vồ lên bổ xuống. Sau gần hai tiếng thì phần thịt đã được xây nhuyễn, phần xương đã được đập nát ra. Ông suy và bà Hà cùng nhau vác lên xe đẩy ra phía sau nhà. Mấy con chó nghe thấy mùi thức ăn thì sủa rối rít, chưa đầy 10 phút thì sạch nhẵn chẳng còn chừa lại gì ông suy và bà hà lúc này mới thở nhẹ nhõm đi lại phía sàn nước rửa ráy cho sạch vết máu bà hà tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ chỉnh chu đi chùa xin bình an bà về nhà khi trời đã sẩm sẩm tối thấy nhà cửa vắng vẻ bà đi ra sau nhà tìm ông suy bà thấy ông suy đang cắm suối dưới sàn nước phân xác thẳng tùng ra từng mảnh bà hốt khoảng bước nhanh lại phía sàn nước trú lên hỏi gì vậy ông cái gì nữa vậy ông Ông suy đang hì hục phân xác thằng Tùng ra từng mảnh Nghe thấy giọng của bà Hà thì có phần giật mình Nhưng ông vốn là người nhanh lấy lại bình tĩnh Ông tức tiếng chửi lại Hỏi hỏi cái con mẹ mày à Nhìn thì biết rồi còn hỏi cái gì Bà Hà ngồi xuống gần chỗ ông suy Bà tiện tay cầm con dao bầu đưa cho ông Khi ông đang đưa mắt phóng ra xung quanh để tìm Bà thấy ông đã làm gần xong Nên không sáng tay áo lên phụ chồng nữa Bà cầm cái vồ gõ nhẹ vào đầu thằng Tùng đang nằm ngay trên thớt rồi lấy thanh sắt dùng để mài dao vén mái tóc phủ xuống mắt của thằng Tùng. Bà thấy nó chết có vẻ còn lành lặng thì hỏi chồng. Sao ông giết nó? Trời Phật ơi, lại thêm một mạng nữa. Một ngày hai mạng người ông ơi. Ông suy cầm con dao bầu trên tay dí vào đầu của thằng Tùng một cái thật mạnh khiến cái đầu lăn ra khỏi thớt. Lúc này ông mới hắng giọng lên tiếng. Lì thì cho chết nó đến đây tìm thằng lợm còn đòi vào nhà tìm bà hạ nghe thấy thế thì có phần sửng sốt nói thì ông cứ cho nó vào nhà tìm không thấy thằng lợm thì nó đi chứ sao phải giết nó ông suy nghe vậy thì cầm con dao bầu nãy giờ vẫn còn lăm lăm trên tay chỉ vào góc sàn nước nói mày mở con mắt của mày ra mà nhìn cho rõ đi cái này là cái gì là đôi dép của thằng lợm đó con chó ạ à. có mỗi việc đó mà mày làm cũng không xong cái thứ đàn bà vô dụng Nói rồi ông cúi xuống tiếp tục tróc từng phần thi thể của thằng Tùng rồi phân chia chi tiết từng bộ phận. Đám chó sau nhà như ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, chúng thi nhau tru lên từng hồi rất dài đòi được ăn. Ông suy lúc này có vẻ hơi mệt, ông buông dao đứng dậy tìm thuốc hút. Ngồi trên bậc thềm nhìn xuống đống thi thể nhão nhẹt với cái sàn ông ổng đầy máu khiến ông tự nhủ bản thân mình. Vậy là xong, không thêm ai nữa. Ông ngồi trước thuốc trầm ngâm nhớ lại. Thằng Tùng vào nhà ông, nó vẫn vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Sau khi nó nhìn thấy đôi dép của thằng lợm, ánh mắt nó lóe lên đầy nghi ngờ nhưng nó vốn là người có học thức, không bao giờ nó bộc trực nói ra điều gì nguy hiểm đến bản thân. Ánh mắt nó chỉ lóe lên sự nghi ngờ trong vài giây thôi rồi tản lờ sang chuyện khác nhưng nó đâu ngờ rằng chỉ cần trong tích tắc ấy nó cũng không thể nào che giấu được thái độ của nó qua cặp mắt tin tưởng của ông suy. Ông suy chẳng nói năng câu gì đi lại phía kệ giao, Ông rút ra con dao bầu nhọn hoắt mới được mài sẵn để đêm nay giết chó. Ông giơ con dao lên chém vào cổ thằng Tùng. Chỉ một đường dao như thế là cái đầu thằng Tùng rụng xuống bắn xa khỏi xác nó tới vài mét. Ông suy châm điếu thuốc thứ hai đưa lên mồm trích. Bà Hà thấy thế thì có phần sốt ruột lắm. Bà đi ra phía trước nhà kiểm tra lại cửa trả. Sau đó bà đi vào nhà thay bộ quần áo mới mặc đi chùa ra. Bà đi lại phía cửa sau nơi ông suy đang ngồi hỏi, làm giống như thằng lợn hay gì ông suy nhả đám khói thuốc trong miệng ra rồi nói mẹ cái thằng này nghiện mà béo trùng trục toàn mở là mở lọc mở ra thôi cũng muốn bả cái tay ra rồi bà hà vừa nghe ông suy nói vừa cúi xuống phía sàn nước cầm cái kéo lên liếc liếc vài cái cho thật sắc sau đó bà cầm cái kéo xén từng mớ tóc của thằng tùng ông suy ngồi trong hiên nhìn bà hà làm vậy thì lên tiếng thắc mắc mày làm cái gì vậy Bà Hà vừa cầm kéo xén tóc ở đầu thằng Tùng đang nằm trên thớt vừa trả lời. Sáng nãy để tóc của thằng lợm băm chung với đống thịt. Chó nó ăn bị mắc cổ. Tôi cắt đi chứ tóc dài quá. Ông suy nghe thấy thế thì đi lại phía bà Hà đang cắm cúi làm. Ông ngửa cổ lên trời chữ mong lung. Mẹ mày, giờ còn ngồi lo chó ăn mắc cổ. Cầm cái đầu nó biến ra ngoài kia ngồi mà cắt cho bố con làm việc. Nghe thấy chồng nói thế thì bà hạ sách cái đầu của thằng Tùng lại phía sàn nước, bà ngồi đó xén thêm vài cái rồi lấy cái vù dơ lên giả vào cái đầu của thằng Tùng. Ông suy thấy thế thì chửi. Sức tao mà còn đập chục cái mới vỡ ra, sức mày thì ngồi tới sáng con ạ. À. Bà Hà nghe thấy thế thì có vẻ giận dỗi, bà quăng cái đầu lại phía cái thất nghe, bịch, một cái làm bắn máu lên mặt ông suy. Ông suy điên tiết giơ con dao lên dưới thẳng mặt bà Hà chửi. Cái con chó này, mày có tin tao băm mày ra như băm nó không? Bà Hà nghe thấy thế thì hạ ánh mắt xuống, bà đi lại phía máy xây cắm điện kiểm tra thử xem cái máy xây còn hoạt động không. Sau đó bà lại gần chỗ ông suy ngồi xem có thể giúp ông được gì. Ông suy lúc này đang cầm cái vồ bổ xuống đầu của thằng Tùng nhưng vì cái đầu tròn lông lóc lại bị cạo hết tóc nên không còn ma sát nữa. Ông vừa bổ cái vồ xuống thì cái đầu bay đi bắn thẳng vào cánh cửa nghe tầm một cái. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại cánh cửa nhặt lấy cái đầu đưa ra cho chồng. Cái đầu của thằng Tùng móp méo không còn nguyên vẹn nữa, sống mũi thì đập thẳng vào cánh cửa vẹo hẳn sang một bên. Đã thấy hai con mắt của thằng Tùng khi chết không nhắm, lại chịu sức ép khủng khiếp từ cú va chạm mà vỡ nát ra một bên. Ông suy cầm cái đầu nhấp nháp thì điên tiết chửi. Con mẹ mày, cạo hết tóc đi thì giờ sao mà giả ra được? Bà Hà nghe thấy câu nói của chồng thì nhoảng miệng cười bà không ngờ rằng chồng mình già đầu mà suy nghĩ chẳng tới đâu. Bà nói. Ông cầm con dao bổ cái đầu ra làm hai làm ba rồi hãy đập thì có mà mười cái cũng dập nát chứ nói gì một cái. Ông suy nghe thấy vậy thì cầm con dao rửa nặng chịch dậy cui dơ lên quá đầu mình rồi bổ cái đầu ra làm bốn phần khiến ốc của thằng Tùng Phật ra bắn lên mép của ông suy. Bà Hà thấy thế thì hơi hải hải nên rửa trái chân tay đi vào nhà mở bịch bún riêu mới mua lúc đi chùa về ra ăn. Cái mùi mắm tôm thun thủng trong bún riêu khiến bà liên tưởng tới tô cháo dòi thịt bà hoang. Nghĩ thế bà đứng lên bỏ mứa không ăn nữa. Bà đi lên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về những điều khủng khiếp mà mới vài ngày nay bà và chồng gặp phải. Rồi mệt quá bà ngủ thiếp đi. Trong cơn mê mang nửa tỉnh nửa mê bà thấy mình lạnh run trầm cập, đã thấy mùi lông chó, cứ chó ở đâu và vào mũi khiến bà không tài nào thở được. Tai bà lại như đang nghe thấy tiếng ai thì thầm to nhỏ, bà choàng mở mắt thức giấc vừa mở mắt là bà giật mình kinh hãi khiếp sợ khi nhìn thấy thằng lợm và thằng tùng đang ngồi ngay trên đầu giường cạnh chỗ ông suy thằng tùng bóp miệng ông suy ra để thằng lợm đút cái gì đó vào miệng ông ông suy dậy dù chóng trả lại nhưng vô cùng bất lực bà hà thấy thế mồi bật dậy bà hất tung cái thứ trên tay thằng tùng rơi xuống đất Vừa lúc đó thì thằng Tùng và thằng Lậm đổ đập xuống đất biến thành những thứ nhấp nháp tạp nhằm như một đống thịt bị say nhuyễn trộn chung với máu. Chúng cười một nụ cười âm vang như ở mãi dưới địa ngục vọng lên rồi trường ra phía sau nhà. Bà Hà dụi mắt sợ hãi hét lên. Cút hết đi. Dưới ánh đèn hiên mờ tỏ chiếu lại, bà chồng người dậy nhầm xuống đất để xem chúng nó đã đút cho ông suy ăn cái gì. Bà hoảng hồn khi thấy đó là tô cháo lẫm chẩm toàn dòi là dòi đã bị vỡ tan ra với hai con mắt người như đang đi chuyển xung quanh những miếng sành vỡ. Đã thấy ngay trong vũng nước lỏng bỏng bà còn thấy miếng da đầu dính đầy tóc màu bạc đang nằm bụng beo ngay đó. Bà hoảng hốt khi nhận ra đó là tô cháo thịt bà hoang. Bà toan hét lên đội chồng thì giật mình tỉnh giấc, bà thấy ông suy đang nằm quay lưng về phía mình ngủ ngon lành thì nhẹ nhõm nói thầm trong lòng. May quá, thì ra mình nằm mơ. Nói rồi bà ngồi dậy bước xuống giường đi lại phía nhà vệ sinh. Bà bị đau bụng nên ngồi trong đó khá lâu. Vừa lúc đó tiếng chuông đồng hồ báo thức một giờ đêm, bà cố gắng đi thật nhanh để không bị ông suy chửi bới. Nhưng khi bà quay lại giường thì lại thấy ông suy vẫn còn đang ngủ. Bà lấy làm lạ vì bà biết tính chồng mình, nghe thấy tiếng chuông báo thức lúc một giờ đêm thì không bao giờ ông ngủ mê mệt như vậy. Bà cúi sát xuống gọi ông dậy nhưng bà gọi 2,3 lần không thấy ông nhúc nhích. Lúc này bà mới chạy lại bật công tắc đèn lên, đèn vừa sáng thì bà hốt hoảng hét lên. Ông ơi, ông bị cái gì thế này? Mặt ông suy đỏ như rất ú ớ không nói được lên lời. Ông cố gắng đưa cánh tay ra hiệu cho bà Hà đỡ ông ngồi dậy. Ông vừa ngồi dậy thì nôn thốc nôn tháo ra. Bà Hà thấy thế thì chạy nhanh lại phía bàn rót cho chồng cốc nước. Khi bà quay lại nhìn thấy những thứ ông suy vừa nôn ra thì thất thanh hét lên. Trời ơi, không phải là mơ nói rồi bà sợ hãi nhảy tót lên giường vừa khóc vừa tụng kinh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông suy thì có vẻ lì hơn, ông đứng phát dậy bật hết tất cả bóng đèn trong nhà rồi đi quanh quẩn tìm mọi ngóc ngách xem đứa nào mới chơi trò hù dọa ông. Ông vừa điên cuồng tìm vừa hét lên. Thằng nào dọa ông thì bước ra đây. Ông băm chúng mày ra cho chó ăn hết. Bà Hà vẫn đang ngồi trên giường run rẩy sợ hãi tụng kinh. Vừa lúc đó thì tất cả bóng đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ trở nên tối đen như mực. Bà Hà sợ hãi gọi. Ông ơi, ông ơi sao tối thế? Vừa lúc đó bà cảm nhận thấy cánh tay của ai đang bám lấy vai bà, có tiếng nghiến răng ken két bên tai. Bà sợ hãi không dám nhúc nhích miệng tụng kinh to hơn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà như cảm nhận thấy có ai đang lè lưỡi liếm lấy lỗ tai của bà bà sợ hãi vùng vẫy chạy xuống giường đi ra phía sau nha vừa lúc đó thì đèn sáng bà hà thấy ông suy đang cầm con dao nhọn hoắt đứng ở giữa sân bà chạy lại phía ông gọi ông ơi mình đi khỏi đây thôi ông suy vừa thấy bà hà thì cầm con dao xiên thẳng vào cuốn họng của bà bà hà đưa ánh mắt đầy hoảng hốt nhìn ông suy rồi giật giật lên mấy cái thì chết trước khi chết bà nghe thấy giọng ông suy nói con mụ hoang này tao chết mày rồi sao mày chưa chết? Ông suy rút con dao ra khỏi cổ của bà Hà, xác của bà theo quán tính nằm vật xuống đất. Lúc này ông mới nhận ra người mà mình mới đâm chết là vợ mình chứ không phải là bà Hoang. Ông ngồi nhanh xuống đỡ xác bà Hà ngồi dậy mà thất thanh hét lên. Sao lại là mày? Sao mày nằm đây? Đứng dậy ngay không tao vả cho bây giờ. Nghe tao nói không? Ông suy vừa đỡ cái xác của bà Hà đã nhũng ra vừa lay lắc thật mạnh hét lên một lần nữa trời ơi! Nghe tao nói không hạ cái con chó này? Xác của bà Hà vẫn bất động nằm đó, máu ở cổ phun ra chảy ướt đẫm vạt áo của bà và cả của ông suy. Cái chết tức tử ấy khiến mắt của bà chẳng thể nào nhắm vào nổi. Lúc này đồng hồ báo thức điểm 1 giờ 30 phút. Chính tiếng chung báo thức ấy đã đưa ông về với thực tại, về với bản chất một người đàn ông nóng nảy, ngang tàn ông đứng dậy vác xác bà hà ra sau vườn cạnh mấy cái chuồng chó sau đó ông đẩy xác bà bằng cái bao tải màu trắng xám rồi đứng lên đi vào phía trong nhà chuẩn bị công việc hàng ngày ông treo con chó lên trên móc rồi giơ cái vồ lên cao định rằng sẽ làm một phát thật mạnh vào đầu con chó nhưng bỗng nhiên con chó nhìn ông nhoẻn miệng cười, <cười> Nó cười giọng điệu của một con người khiến ông sợ hãi ngồi bệt xuống đất bò người lùi vào mãi trong mé tường. Con chó cười mỗi lúc mỗi to hơn, lúc thì như biến thành bà hoang, lúc thì lại như thằng lợm khi lại biến thành thằng tùng. Ông suy sợ hãi ông đầu hét lên. Tại chúng mày hết, vì chúng mày hết. Nói rồi ông say máu đứng bật dậy hét lên một tiếng. Chết hết đi. Rồi ông giơ cái vồ đập vào đầu con chó, tức một cái thật mạnh khiến máu phun ra. Lúc này ông cầm con dao lại gần con chó để chọc tiết, nhưng vừa cắm con dao vào cổ nó thì con chó biến thành bà Hà vợ ông. Bà Hà đưa ánh mắt ông ống nước nói. Sao ông giết cả vợ mình vậy hả ông suy? Ông suy hoảng sợ rút con dao ra rồi ông gì lấy con chó khóc. Không phải tại tao, không phải tao giết mày. Ông suy đứng đó ông sát con chó vài ba giây lắc đầu ngoài ngoại. Rồi ông chợt nhận ra mình đang ông sát con chó chứ không phải vợ mình ông điên tiết treo một lúc hơn chục con chó lên trên móc. Những con chó sợ hãi dãy dụ càng khiến ông điên tiết hơn. Ông giơ cao cây vồ đập liên hoàn vào đầu những con chó mà hét lên. Là chó không phải là người, chúng mày đến dọa ông hả? Ông suy chỉ dừng lại khi máu chó bắn phọt hết lên người ông, bắn cả vào mắt ông khiến mắt ông cây xè. Ông đứng dậy hùng hục làm tiếp theo quán tính và thói quen, không để những ảo giác đeo bám ông nữa. Ông nhúng chó nào nồi nước sôi rồi lấy khò ra khò cho chó vàng ương. Lúc này ông quên mất rằng vợ mình đã chết, ông quay sang nói. Mày mang đồ nghề lại đây cho tao. Rồi ông chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ giơ tay ra đón lấy những gì vợ mình đưa cho ông. Nhưng lần này thì khác, ông giơ tay lên đợi giao hơn cả phút mà không thấy vợ đưa lại cho mình. Ông nhăn mặt khó chịu quá. Cái con chó này, mày. Lúc này ông mới tưng hững chợt nhận ra vợ mình đã chết rồi ông tự đứng dậy đi lại kệ rút ra con dao nhọn hoắt ông đi lại phía con chó đã được thui vàng ươm cắm con dao vào lồng ngực con chó đầu óc ông lúc này ma mị lắm chẳng thể nào nghĩ nổi việc gì nữa ông đang mổ bụng chó thì nghe thấy tiếng nói bên tai đưa dao lên cổ đưa dao lên cổ nào ông suy nghe theo ông dơ con dao lên cổ của mình Lúc này tiếng nói tiếp tục vang lên Cắt cổ mày đi Cắt mạnh vào Nhìn lên Ông suy dơ con dao lên lấy đà ra xa Để cắm con dao vào cổ mình Vừa lúc đó có tiếng người ngoài cổng vang lên Chị Hà ơi Có chó chưa Câu nói vừa dứt thì ông suy tỉnh lại Ông kinh Hải giật mình ném con dao xuống đất Ông không hiểu nổi tại sao ông lại đang cầm con dao kề lên cổ của chính mình ông đang hoang mang tột cùng thì tiếng nói ngoài công lại vang lên anh suy ơi có chó chưa ông suy đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài cổng mở cửa nói sao hôm nay đến sớm vậy mới thôi chứ chưa kịp mổ bụng sớm đâu anh hơn năm giờ rồi còn gì ông suy lúc này mới ngó mắt vào trong nhà nhìn đồng hồ đúng là hơn năm giờ thật ông đưa tay xuống thoang thoát mổ bụng chó bà hàng muốn ngồi nhìn ông làm thì hỏi chị hà đâu anh sao hôm nay anh làm một mình vậy ông suy không ngẩng mặt lên tay vừa cầm dao cắm vào bụng chó vừa trả lời à chị đi hà nội chơi với mấy đứa chúng nó bận học không có thời gian về quê nên đâm ra bà ấy nhớ con sau khi mối lái đã tới lấy hết chó ông suy vội vàng thay quần áo lấy xe đảo ra chợ một vòng một phần ông muốn ra đó để nếu có ai hỏi gì về vợ ông thì ông sẵn tiện lấy đại ra lý do nào đó để người ta không thắc mắc về sự vắng mặt của bà Hà trong buổi phiên chợ. Phần khác ông muốn ra đó nghe ngóng tình hình của bà Hoang, thằng lậm thằng tụng coi thế nào. Quả nhiên đúng như dự đoán của ông, ông đang đứng ngay dưới chân cầu hì hục dự trống xe để mua mấy quả trứng vịt lộn về ăn thì bà thơm hàng thịt lợn lên tiếng hỏi. Bác Suy ơi, sao bác Hà hôm nay nghỉ chợ thế ạ? À? ông suy vẫn giữ nét mặt câu có như mọi khi quay lại trả lời nó nói nó nhớ con nên đòi đi hà nội thăm mấy đứa bà thơm nghe thấy thế thì cười nói chết đi vậy chắc ông nhớ bà chết mất nhỉ bà thơm vừa nói giúp câu thì mấy người bạn hàng cười rối lên với nhau ông suy thấy không ai nhắc đến bà Hoang, thằng lợm thằng tùng thì mừng thầm trong lòng ông xách ba quả trứng vịt lộn về vứt bừa vào góc bếp rồi đi ra phía sau nhà Ông mở cổng chuồng chó đi lại gần chỗ xác bà Hà rồi lật cái bao tải màu trắng xám đang đậy trên xác của bà ra. Bà Hà đã chết nằm đó với ánh mắt vô hồn mở trừng trừng. Ông suy nhìn thấy thế thì có phần hơi giật mình, ông cúi xuống sóc bà lên vai vắt vào chỗ sàn nước. Ông đi qua mấy cái chuồng chó thì bị một con thò mõm ra khỏi củi cắn phập vào chân ông. Ông suy bị giật mình đá bay cái củi lăn đi mấy vòng rồi mới dừng lại. Những con chó trong những chiếc củi khác thấy vậy thì thi nhau cắn càng như sắp phát điên lên. Ông suy sôi máu lắm, ông ném xác bà Hà xuống ngay chỗ sàn nước rồi cầm cái vô đi ra sau nhà quát lên. Lũ chúng mày thích làm phản phải không? Nói rồi ông đi lại từng củi cầm cái vô đập thật mạnh vào đó. Mấy con chó hăng máu, chúng như muốn phá củi lao ra ngoài để ăn thịt ông. Ông suy không dừng lại, ông đi lại phía cái củi hồi nãy có con chó mới cắn ông. Lúc này ông suy như biến thành một con quỷ dữ, ông lôi từng con một ra ngoài mà cầm cái vô đập chết ngay tại chỗ. Sau rồi ông chỉ vào gần trăm con chó còn sống hét lên. Con nào còn sủ tao giết ngay con đó. Mấy con chó sợ hãi, dành nhau nét mình vào tận sâu trong củi. Quả nhiên gần một trăm con chó im bặt không dám lên tiếng. Lúc này ông suy mới đi lại sàn nước, ông lật xác bà Hà nằm ngửa lên rồi cởi quần áo của bà ra. Vừa lúc này ngoài cổng có tiếng gọi. Anh suy, chị Hà có nhà không? Ông suy nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng vọng vào thì giật mình luống cuốn. Ông vác xác của bà Hà ném ngay ra vườn chỗ mấy chuồng chó rồi khóa cổng phía sau đi lên đằng trước. Ông vừa mở cổng nhà vừa hỏi. Ai đấy? Em Trình đây, Trình công an xã đây. Ông suy nghe thấy từ công an xã thì có phần giật mình. Đầu óc ông lúc này rối bời lắm, vì thật ra ông chẳng bao giờ giao lưu với mấy người này cả, họ đến đây làm gì? Lẽ nào bị lộ rồi sao? ông suy rung giọng hỏi có có chuyện gì thế công an xã dạ em có chút việc đến nhờ anh ông suy toát hết mồ hôi hột ông run rẩy mở khóa cổng khi mở cổng ông thấy có một mình cậu trình lại không mặc quân phục thì nhẹ giọng nói mời cậu vào nhà uống nước cậu trình không khách sáo cậu ta vừa ngồi xuống bàn là đi thẳng ngay vào vấn đề dạ chẳng là có chuyện này em nhờ anh giúp nhà em có nuôi hai con chó cảnh anh ạ à? mà chó nuôi đã sống chung gần chục năm rồi nên nhà em quý lắm bỗng nhiên hồi đêm qua bị bọn trộm chó bắt mất cả hai con nhà em ai cũng đau buồn quá nên thành ra em phải đi tìm mà tính ra thì trong xã mình chỉ có ba lò mổ chó hai lò kia em đến kiểm tra rồi không có anh ạ à, còn có lò nhà anh thôi anh cho em tìm lại chó tìm được em đền bù anh gấp năm gấp 10 lần con chó cũng được anh ạ à. ông suy nghe thấy thế thì càng hoang mang hơn vì xác của bà Hà ông ném ngay ở cửa cổng. Chỉ cần mở cửa ra là nhìn thấy bà ấy nằm ở đó ngay. Ông suy đang tay vào nhau bối rối tìm cách để cậu Trình không đòi ra phía sau tìm chó. Ông nói, chú tả hai con chó cho tôi xem có không nào. Cậu Trình nghe thấy thế thì nhiệt tình tả. Dạ một con là giống chó Nhật, lông màu xám tro. Nặng chỉ tầm 9,10 cân thôi. Con còn lại là giống chó Lai với chó Phú Quốc. Có lông tam thể, Nặng tầm 15,16 cân anh ạ à. Ông suy nghe thấy thế thì trầm ngâm nhớ lại rồi vỗ tay vào đùi trái đét Khiến cậu Trình mừng rỡ ra mặt Cậu ta hớn hở hỏi Có hả anh, may quá anh ạ à. Ông suy hạ nét mắt xuống, ông buồn rầu nói Nói thật với cậu là hồi đêm qua có hai cậu thanh niên đến bán cho tôi hai con chó giống y như cậu tả Tôi thấy hai con chó đó già lại khá yếu nên sáng sớm này tôi làm thịt tụi nó rồi cậu ạ à. Cậu Trình nghe thấy thế thì hoảng hốt lắm. Liệu có khi nào anh lầm không? Ông suy quả quyết. Tôi chắc chắn không lầm. Chứ bây giờ cậu chuột lại với giá cao gấp 10 lần như thế thì tôi dạy gì không cho cậu chuột. Nhưng thật tình với cậu là tôi thịt rồi. Cậu Trình nghe thấy thế thì buồn đầu cáo từ ra về. Ông suy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ông theo sau đóng cổng kỹ càng rồi vào lại nhà uống nốt cốc nước chè mới đi ra phía sau. Ông vừa mở cổng thì giật mình kinh hãi khi gần trăm con chó đã phá củi ra ngoài Ông càng kinh hãi hơn khi xác của bà Hà không còn nằm ở đó nữa Bà đã bị bọn chó cắn xé ra cả trăm mảnh rồi mỗi con tha từng tảng thịt Từng khúc xương vừa mới giành giật được ra góc ngồi liếm lát Lũ chó đang mãi mê với miếng ăn mà tụi nó phải đổ mồ hôi máu mới có được thì nghe thấy tiếng mở cổng ông suy sợ hãi chạy lại phía sàn nước cầm lấy cái vồ nhưng ông dẫm vào vết máu đông của bà Hà mà bị mất trớn trượt chân cắm đầu về phía trước. Ông bị gần chục cái móc cắm thẳng vào mặt, ông đau đớn la hét khi có một cái móc cắm vào mắt ông. Ông suy cầm những cái móc đang cắm vào mặt mình giật ra thì theo quán tính con người của ông bị lôi hẳn ra ngoài. Ông chỉ kịp hét lên. Hãy Lúc này lũ chó chỉ coi ông như miếng mồi thơm ngon, chúng lao vào cắn xé giành giật từng bộ phận của ông một con chó săn tinh mắt nó thấy con ngươi của ông đã bị lôi ra ngoài tẩm đầy máu thì nhảy chồm lên cắn vập lấy nhai ngấu nghiến ông suy dùng những hơi thở cuối cùng để kháng cự Ông quờ tay xuống đất tìm cái vồ Ông mới cầm cái vồ dơ lên Thì bị gần chục con chó lao lại cắn xé Chúng nhai nát cánh tay của ông đi như đống thịt xay Rồi nhảy chồm vào ổ bụng của ông cắn xé Lôi từng khúc ruột kéo dài ra mãi sau vườn tranh giành nhau Ông suy chết chẳng còn mắt để nhắm hay mở nữa Sáng hôm sau Người đến lấy mối thịt chó gọi cửa mãi mà không thấy ông suy bà Hà ra mở cửa, họ nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trèo lên cánh cổng nhầm vào nhà. Họ hoảng hồn khi thấy gần 100 con chó như đang phát dại tru lên từng hồi tìm lối thoát. Ngay ngày hôm đó công an xã điều động người dân đến giải cứu căn nhà. Họ chẳng tìm thấy gì ngoài hai cái đầu lâu, một cái ngoài sau vườn còn một cái bị treo lủng lẳng trên móc chó vẫn còn dính lại miếng da đầu với vài chỏm tóc cùng với vài khúc xương ống. Người dân ở đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, vì nghiệp sát sinh mà ông suy bà Hà phải trả giá đắt. Những cho đến một ngày mọi sự thật đã được nhà ngoại cảm tên hát phơi bày. Nhà ngoại cảm này có dịp đi đến đây để tìm hài cốt liệt sĩ. Cô đi qua căn nhà của ông suy đang bị bỏ hoang thì dừng lại. Cô nói với mọi người. Căn nhà này cũng kiếp quá. Sau đó cô này đi thẳng ra nghĩa địa để tìm hài cốt. Khi cô trên đường quay về thì có một anh thanh niên đến gần. Anh ấy xin cô hãy vào trong căn nhà để hỏi xem bố mẹ của anh ấy có thiếu thốn gì không. Nhà ngoại cảm này Phật ý, cô có trả lời rằng. Tôi là nhà ngoại cảm để giúp đỡ cho những người đã khuất được đoàn tụ với tổ tiên chứ không phải là người gọi hồn. Nhưng khi thấy anh này chỉ về phía căn nhà hoang thì cô này đã gật đầu đồng ý, sau khi bước vào căn nhà, cô này chỉ đứng ở trong đó hơn 5 phút rồi chạy vội ra ngoài. Cô ngồi gục xuống sợ hãi khóc nức nở gần 10 phút mới hoàn hồn lại. Sau đó cô nói rằng, cuộc đời tôi gần 40 năm là nhà ngoại cảm, lần đầu tiên trong đời tôi đã phải nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp cô này có đến chính quyền xã để báo cáo lại sự việc. Mọi người ai cũng há hốc mồm bất ngờ vì cô hát này mới đến đây lần đầu nhưng cô lại kể vanh vách tên của mọi người không sai chữ nào. Sau đó bên chính quyền xã đã điều tra lại sự mất tích bất ngờ của bà Hoang, thằng Lợm và thằng Tùng thì lúc này khẳng định những gì nhà ngoại cảm này nói hoàn toàn đúng sự thật. Hết. 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 Hết.